Các bạn thân mến, đôi khi có cái bình cổ hoặc cái bình dễ thương mà bị bể thì mình có thể là tận dụng, dán lại làm thành một cái bình liền lạc để mình đựng cái gì đó, thậm chí mình trồng cái cây kiểng nhỏ nhỏ dễ thương đó, rồi dán lại là lấy keo 502 dán lại. Dán thì thường mình để cái keo bên trong nhiều hơn để cho nó bám chặt, thì nó tràn lên tí cũng được. Mình có thể đắp thêm cái vật liệu bên trong, thường tàn nhang hay là cái tro rua tàn thuốc rồi đó, rắc thêm trong, rắc keo bám sắt là rất chắc. Còn bên ngoài thì mình sẽ ẩm cho kính chung là cái đường nứt đó, mình gom đủ miệng đừng có mất thì nó ráp lại nó rất liền lạc. Chỉ cần đi một cái đường keo 502 diễn là nó sẽ dính lại và rất liền lạc các bạn. Mình đựng nước để trồng kiểng thì dán kỹ để cho nó đừng có hở thì nó có thể nó đựng nước được. Keo 502 thì rất mau khô, ướm xong dán là nó cứng ngay. Miếng này không phải à, miếng nhỏ mới đúng. Rớt không? Rớt đó. Có một cái vật rơi trúng rớt để nát. Rồi mình giữ đủ rồi mình ráp lại vẫn thành một cái bình liền lạc. Nói chung là mình có cái bình dễ thương thì bể mình rất tiếc các bạn. Thích thì mình dán lại, đựng đồ cũng được. Trong như mình này thì dán lại cái mình bỏ cái dây trà quà cho cũng rất dễ thương, thích ngộ ngộ vậy các bạn. Chứ còn cái bình mua 10 ngàn 20 ngàn thì rất đẹp, nhưng mà bể thì vứt đi. Còn muốn giữ lại cái gì mình thích thì nó phải tốn công một chút, có cái gì đó nó chăm chút một tí là thấy dễ thương. Đấy, rất đẹp. À, đem trồng kiểng giờ các bạn. Cái này mình muốn làm mà nổi cái đường nứt lên, thành ra mình sảm cái xi măng vô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.